cu nhỏ. Nó nói chào mua cái nắp son cho con. Cái nắp son phải giờ tại vậy, cái nắp son này là giả. Lên. Tấu. Nè. Vô đốt ngang lại đi.
Không có, tôi đi ra ngoài Phan Thiết rồi. Tôi đi ra ngoài Phan Thiết rồi. Tảng đá lớn ghê ha, chèn với nhau, dựa với nhau. Quá đẹp. Tốn rồi. Ơi.
cái cây này phải cây chị diêm son không ta? À, cái này là cây giống như cái mũ đó mình dán tiền được á. Tiền mua đất, dán được. Cái đi anh mò bẻ nó ra là nó có mũ. Biết rồi, mà tôi thấy trọng cái cây này nó nhỏ lắm mà sao ở đây nó bự dữ cái thần vậy. Đi đi. À, đi hồi leo qua bên kia. Đâu? Bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hướng này hang khùng nhỏ hẹn qua bên kia được. Mất sáng rồi. Nghe đâu mà cà rề sao? Nghe, nghe, đi, đi. Sư phụ. Nhi hơn chi phô ta, tôi cầm cương dắt ngựa. Gì vậy? Ông giữ cho tôi những cái gì nào lấy lắc bóp đó để đâu giờ nãy đã bỏ đâu trong chiếc xe tôi tháo in xe rồi tôi quên thì phá đó biết thì không biết thôi. Nên tôi cũng khách du lịch không có đóng khách để bạn tôi biết những khách đoàn xe thì không có xe đi sợ chìa khóa ghim xe nó nguy hiểm.
làm đi. Ôi con chim. Canh quay chim.